lâu lắm rồi mình không có lên clip ha. Vì trong Tết đến giờ mình không có đi đâu, chủ yếu đi với nhà thôi. Hôm nay mình làm cái clip ngắn thôi. Nhân dịp đầu năm mình đi công tác ở Phú Quốc. Ở Phú Quốc là mình chắc cũng phải 4-5 năm rồi mình chưa có quay lại. Thì chuyến đi vừa rồi mình phải nói là nó cái dịp thời tiết nó rất là đẹp. Chứ trong Tết thì mình nghe nói là nó kẹt máy bay dữ lắm. Vì cái hôm mình đi thì nó trời nắng rất là đẹp và không có đông đó, mọi người thấy cái chỗ mình ở không có đông, khách không đông, đường xá cũng không đông. Đây là một cái resort theo mình thấy là cũng mới, có thể là người ta tận dụng cái dự án khu dân cư hay gì đó, bởi vì cái kiến trúc họ là những cái khu biệt thự đơn lập song lọc, chứ nó không thuần túy là những cái khu du lịch như bình thường. Mọi người xem cái cảnh quan xung quanh ha. Chăm sóc cây cối vườn tược rồi rất là ok. Nó sát bờ biển luôn và nó có cái bãi biển để ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Đây là khu hồ bơi, có đồ chơi chân nít luôn nè. Cái này là khu Villa Resort, cái gì Sunset Sonata Sanato gì đó. Từ sân bay ra đây khoảng gần 10 phút rồi. Điểm tiếp theo đó là mình đến chùa Hộ Quốc. Thì mọi người biết cái chùa này là một trong những cái chùa nổi tiếng ngoài Phú Quốc và cũng rất là lớn ha. Cảnh quan rất là đẹp. Mình đang ở chùa Hộ Quốc, thiền viện Trúc Lâm ở Phú Quốc ha. Khuôn viên chùa rất là đẹp. Cái lịch sử chùa này thì được xây dựng từ năm 2011. Cũng trong này nó cũng hơn 10 năm thôi, quá hơn 10 năm. Điểm tiếp theo là mình đến khu Grand World, là một cái dự án của Vingroup. Thì đến nơi thì mình kiếm cái gì đó ăn thì mình đi ăn bún quậy. Bún quậy là cái món cũng đặc sản ở ngoài đó đó. Nhưng mà nếu mà có dịp thì mọi người nên ghé cái tiệm bún quậy mà chính chủ á, có nghĩa là cái người sáng lập ra cái món bún quậy á, là có cái thương hiệu là Kiến Xây á. Thì ăn nó sẽ đúng cái gốc hơn. Bún quậy cũng có nhiều giá, tùy theo mình chọn chả tôm, chả cua hay là chả cá gì đó. Đây là cái bảo tàng của gấu Teddy. Cho mọi người thích cái bộ phim gấu Teddy thì đây là một cái điểm trưng bày các cái sản phẩm liên quan đến cái nhân vật dễ thương này. Đây là cái điểm hội trường trung tâm của khu Grand World này. Đó là cái điểm để biểu diễn nhạc nước luôn á. Toàn cảnh ở đây thì họ thiết kế gần như là shop house là nhiều, và ở giữa các cái dãy nhà thì có cái con sông theo cái kiểu của kiến trúc viên. Tháp đồng hồ. Nhạc nước ở đây thì theo mình đánh giá thì cũng không phải là đặc sắc lắm, bởi vì cũng không thể đòi hỏi hơn, bởi vì nó không phải là cái khu du lịch mà mọi người trả tiền vào. Nó chỉ là một cái khu dự án bất động sản, và hiện nay chủ đầu tư người ta tổ chức nhiều cái hoạt động vui chơi giải trí trong đó, nên mọi người vào tham quan thoải mái, không có vé vào cổng gì cả, ngoại trừ là tham gia một số cái tour gì đó đặc biệt thì mới cần mua vé thôi, còn lại tham quan đi thoải mái. Thì trước mặt mình là cái bảo tàng tre. Hôm nay mình có thời gian chút xíu thì mình đi cái tour đảo lặn san hô. Đó giờ đi Phú Quốc cũng vài lần nhưng không có lần nào đi lặn biển á. Đây là bảng giá dịch vụ Hòn Thơm. Nếu mọi người ngắm từ trên cao thì sẽ thấy biển Phú Quốc khá đẹp, bởi vì nó có mệnh danh là đảo Ngọc. Nước biển rất trong ha, nước biển cực kỳ trong, nhìn thấy đáy luôn. Màu nước biển cũng rất là đẹp. Hôm mình đi là nó có nắng cho nên là cái nước biển nó ra cái màu rất là đẹp, như ngọc vậy. khu mọi người đang xem đó là Hòn Thơm, khu du lịch Hòn Thơm. Ở đây thì mọi người thường sử dụng các cái dịch vụ như chụp hình, check-in sống ảo rồi đó. Ở đây sẽ có một cái đội ngũ người ta nhiếp ảnh rồi quay phim mà quay flycam luôn à, quay rất là chuyên nghiệp luôn á. Có kịch bản là cho mọi người diễn rồi người ta quay chụp lại, và nó nằm trong cái giá tour nếu mọi người mua tour đi. Còn mình đi tự túc thì mình không có sử dụng những dịch vụ này. Biển trong lắm, nhìn thấy cá hết á. Ở đây có một cái dịch vụ rất là hấp dẫn, đó là chơi dù kéo. Mọi người biết dù kéo ha, mình thích cảm giác mạnh với lại ngắm biển từ trên cao đó. Mọi người thấy người ta ngồi trên cái dù và cái chiếc cano ở dưới người ta sẽ kéo đi, và khi kéo thì cái dù nó mới bốc lên cao được, còn dừng lại là cái nó sẽ rớt xuống. Mình không rõ lắm, hồi nãy mọi người xem thì không biết trên cái bảng dịch vụ kia có cái giá không, chắc cũng triệu mấy à, chắc cũng triệu mấy một suất đó. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đảo bên kia để ăn trưa. Trưa và mình vòng về một cái nhà bè để đi cái tour lặn. Tour lặn thì mọi người có thể là mặc đồ lặn hoàn chỉnh luôn, tour cũng 1 triệu 1,2 triệu gì đó. Không biết bơi cũng được, tại có người nhái người ta bơi kèm theo, người ta dẫn đi. Chủ yếu là người ta mặc cái đồ lặn vô không có khó thở đâu, mọi người thấy là bình thường. Nhưng mà mình thì không sử dụng dịch vụ đó, mình tự bơi và những trang bị những cái kính lặn với ống thở thô sơ thôi. Chủ yếu là mình muốn ngắm san hô nên mình bơi bên ngoài. Lúc này mình bơi bên ngoài ha. Và ở đây thì người ta buộc mình phải mặc áo phao chứ không có được bơi không, nên là mặc áo phao thì mọi người biết rồi, không có bơi thoải mái được. Muốn lặn nó rất là khó khăn, nên mình chỉ có thể là đi ở những khu vực mà bãi cạn thôi. Đó, đây là những cái san hô mà cũng sát bờ, cách mực nước biển nó khoảng tầm 3 mét, 3 mét mấy gì đó. Nhìn thấy nhiều cá lắm, nhưng mà san hô thì không đẹp lắm, không đẹp như mình nghĩ. Phía bắc của đảo Phú Quốc, nó thuộc cái dự án của Sun Group. Mọi người thấy cái nguyên một cái quần thể dự án căn hộ năm thương mại không mọi người. Người ta xây nhìn giống như những cái nước nước ngoài ha. Một căn hộ có nhiều màu sắc, cứ mỗi màu là một căn hộ. Nghe nói giá cũng 10 tỷ đến 20 tỷ. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nó dày đặc. Không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy nó hơi ngợp. Cái lại nhìn nó giống như ở cái nước nào á, không phải nước ở Việt Nam. Nhìn giống như mấy cái nước có Ba Tư ở sa mạc này kia rồi. Mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi màu sắc. Đây là một cái điểm check-in khác mọi người, chắc cũng rành rồi. Ở Phú Quốc thì ở đây là Dinh Cậu. Ở đằng Dinh Cậu thì chiều về mọi người hay đón hoàng hôn ở đây lắm. Đó là một số cái điểm mình kịp check-in trong cái chuyến đi công tác vừa rồi ha. Cũng không có nhiều thời gian để đi nhiều và nói nhiều, để có làm một cái vài cái clip để cho mọi người xem cho nó vui lúc mà có thời gian. Phú Quốc nếu mà có thời gian thì đi 4 ngày 3 đêm gì đó thì sẽ có nhiều thời gian để trải nghiệm những cái điểm check-in khác hay hơn ha. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào ha. Rồi, chào mọi người.